12, bữa tiệc sinh nhật ngoài không gian. Mặt trăng trông to hơn và sáng hơn bình thường vào tối nay vì nó đang ở điểm gần quỹ đạo trái đất nhất. Đây được gọi là siêu trăng. Đi nào! Đi thôi! Hay lắm, cài hành trình tới mặt trăng. Mặt trăng kìa. Chúc mừng sinh nhật của... Ôi không, bánh của mình... Là vô, tung là vô. Tung tin siêu cấp sao? Hãy gọi đội bay siêu đẳng. Đội bay siêu đẳng. Là Vô, xin chào Vô. Vô nè, mọi thứ trên sao quả sao rồi? Xin chào đội bay siêu đẳng. Vô đang buồn vì bánh sinh nhật của cậu ấy bị hư rồi nè. Mình rất tiếc khi nghe như vậy đó Vô. Nhưng tụi mình có thể làm cho bạn một cái mới. Bất cứ bưu phẩm nào, bất kỳ kích thước nào, tụi mình đều vận chuyển đến tận nơi được cho bạn. Kể cả là ngoài không gian. Và mình sẽ trang trí thêm một thứ đặc biệt chỉ dành cho bạn. Cảm ơn các bạn, hẹn sớm gặp lại nha. Tuyệt vời. Sao Hỏa là hành tinh thứ tư tính từ mặt trăng trong hệ mặt trời của chúng ta, và nó ở ngay bên cạnh trái đất. Ngoài ra, hoàng hôn ở trên sao Hỏa có màu xanh lam, nhìn nó thật tuyệt ha. Siêu tuyệt đẹp luôn đó. Chuẩn bị đóng gói bưu phẩm. Bánh sinh nhật đặc biệt sắp xuất hiện. Hoàn thành rồi. Giao hàng thôi. Cảm ơn Storm. Với lần giao hàng đặc biệt này, giải cứu sinh nhật của Vô dễ như ăn bánh luôn á. Đối với nhiệm vụ xa xôi và thú vị như vậy, mình nghĩ bạn muốn có người đồng hành đó. Để xem đó là ai nào. Ai là ngôi sao trên các hành tinh nào? Thách trà bí ẩn. Bạn ấy là người hoàn hảo cho nhiệm vụ hôm nay. Vào vị trí đi, Jack. Là Jetty Chớp, luôn luôn đúng giờ. Mình là Astra Bí ẩn, ngôi sao đến từ phương xa. Chào mừng đội bay siêu đẳng. Đội bay đội siêu bay đẳng. Bưu phẩm của bạn đây. Ôi, bánh đẹp quá đi. Cảm ơn đội bay siêu đẳng nha. Vô ước người bạn thân nhất của mình là Catalina cũng có mặt ở đây. Mình có một ý tưởng siêu cấp vũ trụ. Chúng ta có thể mang Catalina từ trái đất đến đây thông qua cổng dịch chuyển. Chết đi chớp, đi thôi nào. Đội bay siêu đẳng và thú cưng siêu cấp hợp nhất, nhất sức mạnh. Dịch chuyển tức thời triển khai. Tuyệt vời. Đi thôi nào. Đúng là tấm thiệp sinh nhật đẹp nhất đó con gái ạ. Cảm ơn ba.
Giá như có cách cửa nó lên sao quả thì hay quá. Wow! Hả? Cái gì vậy? Wow! Chào Catalina. Đội bay siêu đẳng. Rất vui được gặp các bạn. Các bạn làm gì ở đây vậy hả? Tụi mình có mặt ở đây để mời bạn đến dự tiệc sinh nhật của Vô. Ồ, thật sao? Ba ơi, con có thể đi được không? Đương nhiên rồi con gái à. Nhưng mà nhớ, phải luôn ở gần đội bay siêu đẳng nha. Mình đã làm một tấm thiệp cho bạn ấy và regalo nữa. Nó có nghĩa là món quà trong tiếng Tây Ban Nha, ngôn ngữ của chúng tôi. Wow! Đúng là một regalo bự ha. Sẵn sàng chưa? Nhảy lên đi nào. Đợi chút. Bạn cần mặc bộ đồ này vào trước. Đẹp quá. Được rồi. Bay tới sao quả thôi. Wow. Regalo này quá bự so với cánh cổng dịch chuyển tức thời. Đừng lo mà chết. Chúng ta có thể nhanh chóng tới sao quả. Đây là bưu phẩm bự nhất từ trước tới giờ á. Đi thôi nào. Hả? Nhìn kìa, Jack và Acha với một hộp quà siêu bự. Không biết có gì trong đó đây ta. Cô đám Golden tốc độ. Wow, chuyện gì vậy? Bắt đầu chơi. Cảm ơn Astra. Chúng ta có nó rồi. Giờ thì mở ra đi ha thú cưng Golden. Là Golden tốc độ. Không. Đến lúc kết thúc mọi thứ rồi. Nè. 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 Có vẻ như đội bay siêu đẳng đang ở trong tình thế khó nhằn rồi ha. Tạm biệt nha. Mình sẽ giúp đỡ. Cảm ơn Catalina. Golden tốc độ. Giờ chúng ta nên làm gì đây? Mình sẽ ngăn cậu ta lại. Máy phóng dây lụa triển khai. Hả? Cậu đi đâu vậy? Quà tặng là một bộ xích đô sao? Mình thích xích đô. Mình sẽ không trả lại nó đâu. Đã đến giờ rồi. Golden tốc độ và thú cưng Golden tỏa sáng và hợp nhất nào. Không được đâu. Là của mình. Đừng lo Catalina. Tụi mình sẽ lấy nó. Tên lửa siêu tốc. Hành động. Trả lại món quà của Catalina đây. Hả? Xích đu khiến mình chóng mặt quá đi. Vô đang đợi tụi mình đó. Nhanh lên đi nào. Chúc mừng sinh nhật Vô. Quang ha. Vô. Hả? Catalina. Vô. Mình rất vui được gặp bạn. Xe tự hành Vô rất là nhớ bạn. Mình cũng vậy. Nhìn nè, mình có quà cho bạn đây. Hả?
cảm ơn Catalina. Đây là món quà tuyệt vời nhất của Catalina cho vô đó. Đúng là rất tuyệt, nhưng đã đến lúc phải đi rồi. Được dự sinh nhật của bạn đúng là rất tuyệt đó vô. Vô cũng rất thích mà. Nè, căn cứ mini kìa. Hẹn sớm gặp lại các em ở nơi khác nha, thú cưng siêu cấp. Chà, có vẻ công việc của tụi mình ở đây đã hoàn thành rồi. Cảm ơn các bạn, đội bay siêu đẳng và Catalina. Đội bay siêu đẳng, thú cưng siêu cấp, giao hàng tận nơi. Nào cùng khám phá thế giới tuyệt diệu, cắm trại ở vùng đất mới thật tuyệt vời. Để chú Tino nhóm lửa trại, thú cưng Sai và Jerome nghỉ ngơi nha. Thú cưng Golden tốc độ đã quay trở lại. Đừng, không ổn rồi. Đã đến lúc hỗ trợ, đội bay siêu đẳng, thú cưng siêu cấp kết hợp và thực hiện nhiệm vụ. Mình, Elite bản lĩnh, luôn mang đến những điều bất ngờ. Còn mình là Sai lấp lánh, giải quyết các siêu rắc rối, mang đến những điều nhảy vui nhộn chính là Jerome, biến hình từ máy bay sang robot. Sưu tập toàn bộ đồ chơi robot biến hình đội bay siêu đẳng tại cửa hàng 95 trên toàn quốc.